Em xin chào mọi người, chào cả nhà. Hồi đêm đi thăm câu thì em ra cái video trước. Trước cái video này 2 ngày cả nhà. Tại vì bây giờ mà mình ra video cả tối cả sáng đi thăm câu thì thấy nó dài quá, người xem cũng chán, cho nên em phải chia ra 2 video, đi thăm câu đêm rồi thăm câu sáng. Hồi tối về cũng được 2 cái mấy cái lăng cả nha. Bây giờ hai anh em đi thăm câu sáng lấy câu về, rồi chiều đi bắt cá mồi, rồi ngày mai lại đi cắm tiếp cả nhà ơi. Mời cả nhà theo chân em đi có cá, quay cho cả nhà xem cả nhà. Chỗ này hay có cá to lắm cả nhà ơi. Chủ yếu là đi kiếm cá lăng, tại cá lăng này giá nó cao á. Cá lăng ở chỗ em 1 kg 200, còn cá lóc thì có 80 à, cá lóc cá bóng 80 90 à. Rồi, mời cả nhà theo chân em nha. Đây con còn cả nhà, cá lăng. Đó, nhìn như cái cành kìa. Đó. Ui, cầm xong bây giờ lối cá nó cứng quá. Cá lăng này cả nhà này. Con đi không? Ui. Ui dễ đó. Tượng xây nhá. Ui xả đá cho cả nhà này, con này to này. Cầm cái này dính cạch quá. Con này vẫn tươi xịu quá. Điên càng càng đi. Cũng đều đều không? Cả lắng đến con nhỏ. Mua như thế. Phải mua ghế thiệt đấy chứ. Cũng còn mua luôn đó. Đến đi con. Mình cảm ơn mua cả rau đông nha cả nhà. Thì mấy cái video mà buổi chiều thì mình có quay cảnh cả rau đông cho cả nhà. Coi mới đều. Buổi sáng thì không có, buổi sáng là mình đi lấy câu luôn rồi. Cá mồi tới sáng này nó còn bơi cả nha. Ui cá lăng nhỏ. Nó xíu rồi, ôi tôi. Nó cá trắng. Ui con chút xíu đi ăn luôn cả rau đông. Ui lấy á. Con cá rau đông bằng ngón tay cái mà con cá trắng chút xíu vậy mà cũng ăn được. Hay. Đây một con cá lăng nữa cả nhà. SS nó kêu SS. Rượu phải giếng. Sắp cân một ạ. Cân là sắp rồi. Có những chắc cũng khá này. Đó, đó, kẹo kẹo khá chưa? Ừ. Cả dưới đây, ui, lồng lẹt đó. Kẹo biến thôi. Cần lắng. Bắt đầu để em đi qua bên em coi thử. Ba cân nó đỏ bằng nữa nữa hết. Sạch đỏ lắm. Lùi được cái toàm. Rồi xảy hết rồi. Mặc cái mặc đồ gì đây. Em nhổ hai nhổ cái đấy nha, em ra cái ngoài thạc này, em nhổ cái ngoài này nhá. Ủ lộng lẹt luôn đi. Ủ xả đá hè. Đã cho cái nha. Cái lắng này. Cầm càng này. Nó ăn luôn, nó được cả như đây cả nha. Cái lắng này, hai con đỡ.
một con bỏ đây luôn, bắt con bên này nữa, gần thôi, cả cán thôi. Hai cần hai con ngon lên nha. Đẹp không? Sáng đi thăm câu mà cứ thấy cần câu nó cứ ướt cái đầu này này, đầu cần này cả nhà là khói lắm. Cá nó dính rồi nó kéo á. Chỗ này hơi khó lội một chút. Ôi rồi, xảy rồi. Ô mới vung vung đấy, đi tới xây luôn. Cái lăng cái này nó đều đã cả nha. Không cắm mấy chỗ cá nhỏ quá nó nặng luôn. Ủa, nghe chị Dung Anh, nghe chị khôn. Đúng đã. Cả lăng đã chưa? Ủa chứ. Đấy này, bên đây này, em đi lộn chỗ rồi. Đây hai con. Một cân hai lưỡi, hai con mà con ăn sẵn này, ôi đại. Vung cả đêm mà từ sẵn với nhau luôn. Ui nè, em cầm giùm em để em tươi qua đây. Kênh được thì nắng hơn. Kênh này do kênh dẻo cũng được, to đều không cái nhỏ quá mà. Này, lấy đi con, cái con cá kênh đi, chắc quanh được rồi. Đó, đây nè, được quá. Đây để con có nữa cái. Quay không được. Chỉ là một buổi sáng cùng mẫn nữa. Cũng là băng con nữa. Đi mấy chỗ này khó quay cả nhà. Nó chật á. Cho nên có thể là video nó bị nó hơi sống chút, cả nhà thông cảm. Chật quá. Cả này mà không có thể đứng để mà quay luôn á, nó trượt nó khó đi. Đây lên rồi. Một mình tự sự xấu hơi uống cả lắng này cả nhà. Bên này còn con nữa, nó bị treo lên được chưa? Khá nữa chứ, đâu có nhỏ đâu anh. Bắn bằng chân phải. Chín. Cái tin nhỏ cả nhà này, nó ăn nó bị treo lên luôn nè. Nó xoắn quá. Cọng dây nó rút lại nó treo lên luôn nè. Đừ lắm rồi. Đòa lắm rồi. Chính
ăn thì mình về nhà gỡ thôi chứ con không rỗi lắm. Về gỡ thấy dây được hết ạ, cắt luôn được, về gỡ thấy cho con hành rỗi quá rồi, dây gức nó quắn á, bữa sáu cầm cũng ngon lên nhất. Rồi mấy cái nãy em lên coi có con muốn bắt. Ngủ quên chưa nên mày đi thăm. Dính mấy con luôn nữa chứ. Dạ không à, hồi sáng con cũng đi 5 giờ mà ở đây đường này nó khó đi cho nên đi lâu. Sáng đi lúc 5 giờ sáng á. Ủa con cá lắng đi to ấy này. Được à, tầm 3 kg cá lắng á. Đã. Mô không thấy, không thấy, không thấy đâu, bắt bắt luôn. Mô có mô à, này này cầm cầm đi em, em bắt con nó đúng nữa luôn đó. Chín cá mà không biết này luôn, có mô à, cân dưới hả? Ô gì nhìn cá không biết luôn, cả lắng này cả nhà này. Thấy cân trên vung vung đã quá, cân ấy có để ý đâu, lên bắt hai con trên được đã. Con trên to. To chứ bộ. Cả đều đều không. Nhiều hơn hôm đó. Cả cân hai con là ngon rồi. Ủa xảy rồi. À bên kia. À bên nữa hả? Lấy đi, em ngồi trên đi luôn được. Mệt quá. Rồi. Cầm xuống nhé. Rồi. Có đâu nữa, có vẻ to nó có thể dịp dịp đó. Từ sự. Hai con luôn á. Kệ. Lối lên đây đi. Rồi con. Con nhỏ. Hai con nhỏ. Đây. Rồi lên gỡ cá đem xuống lấy cân thì đâu. Hai con. Bao cá sáng nay cả nhà ơi. Ôi. Chạy ra giữa đường rồi. Quên bao cá chạy ra giữa đường rồi, sẵn đường bê tông đổ giữa đường bê tông luôn. Bao cá cho cả nhà coi. Đây cách chỉnh cái đồ này. Bóng cá lăng nó trong sáng nay thì ổn định ở đây nhiều chưa, thì tin nhìn đẹp á, con thấy quẹo luôn rồi à, con đi dịn lúc sớm á. Ồ trời, con này to nhiều chưa, nó ít đúng nhiều hổm á con nữa à, con chất đủ luôn, ngạt luôn á. Mày bỏ ngoài nó kể thành thế à. Ây, sáng nay được nhiêu đây nè cả nhà. Hôm qua tạm ổn rồi à, hồi đêm hơn 2 kg, sáng nay cũng hơn 2 kg, là cũng gần 5 kg đó cả nhà. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của em cả nhà ơi. Hẹn cả nhà video sau cả nhà. Rồi, bây giờ tranh thủ về bán là chiều đi bắt mồi, rồi tối lại đi cắm câu tiếp cả nhà ơi. Rồi, bye bye. Quên bao cả chạy ra giờ đường bò giờ đường bê tông. Thiệt tình đó chứ. Em lực về làm gì tôi.